Lễ Bí quan âm bồ tát à, à, khoảng hai tuần nữa chúng ta à, lại bồ tát quán thế âm à, mình sẽ lại trên râm à, chỉ có đúng ngày 19 chín đây khoảng à, à, 6 giờ rưỡi bình thường gì như đức nói chuyện một chút à, xong rồi chúng ta sẽ lễ à, năm danh hiệu bồ tát quán thế âm chỉ đúng buổi tối 19 chín thì khoảng gần 7 giờ chúng ta sẽ lễ 500 danh hiệu bồ tát quán thế âm đúng buổi tối 19 chín vị nhớ à, mình tu cái zoom này thì nó rất là tiện là nhưng lâu lâu những đứa thấy nó hình như nó bị bị trục chặt cái gì Tại vì giống như uh, máy bay mà bay trên trời có những lúc cũng mây mưa. Nó cũng đổi hướng quý vị ha. Thì uh, cái gì cũng vậy chứ, trong cái cõi này nó phải gì đó. Nên có những lúc mình đang tu tự nhiên nó đứng lại hoặc là nó bị trở ngại Cái tâm chúng ta mà có khi cũng thấy bực mình, sao cái rum vô duyên. <laughs> sao mà nó đứng hoài có người mình cũng bực mình lắm quý vị đang mình ăn niệm mà mình đang tu bình thường mà tự nhiên nó đứng lại cái ai cũng nhốn nhốn nháo nhốn nháo nãy đang tu tự nhiên nó bị trở ngại cái room hai gì đó quay là từ đầu luôn Room một nó cũng bị đứng nó ảnh hưởng luôn đó thì những đức nghĩ rằng nguyên một cái lượng người mà một ngàn mấy trăm người này mà lúc mà cái room nó đứng lại mà mở tiếng lên quý vị nghe đặc biệt lắm mấy vị giống hệt là ca sĩ hát tự do bắt tiếng lên dữ dằn lắm rồi là ca sĩ tự do hát ngàn mấy trăm ca sĩ hát um sùm nên từ nơi đó mà mình tu tập cũng phải tập cái tính mình tại vì trong cái cuộc đời này bất cứ cái gì nó cũng không xuôi hoài được thì mình vô rum tu cũng vậy thôi có những bữa nó sẽ bị mây mưa hiểu chưa <laughs> bữa nay trời chuyển mưa hoài mưa nữa thì những đức nghĩ rằng chắc bị lạc sóng, <laughs> lạc sóng, nên à, à, cái râm nó bị đứng lạc nên nhà đức mới nói với vị là mỗi một người phải chuẩn bị cái lo có điều lệ phật sẵn lỡ cái lúc mà mưa gió thất thường hiểu chưa mưa gió thất thường hiểu chưa bật cái lò này liền nghĩa là mình phải hậu cần tiếp tế quan trọng nó phải tính hiểu chưa phải tính chứ mình đừng có trông chờ vào cái trên trời dưới đất mình trên trời dưới đất có những lúc mưa gió thất thường ví dụ như mình bữa nay mình phơi cái gì đó mình nói chắc chắn là trời nắng nhưng mà chưa chắc biết đâu nay trời mưa thì sao nên chúng ta phải chuẩn bị phải chuẩn bị nên cái việc mà trên chờ dưới đất này chúng ta phải chuẩn bị nha. Nên, nên mọi người phải có cái lo nhỏ nhỏ có cái điều lệ phật chuẩn bị sẵn hết bất cứ lúc nào mà đứng lên cái là chúng ta bật lên tu liền Và từ hôm nay những đức để nói chú tâm nhiên ông phát luôn cái trực tiếp cái trang chân thành niệm phật vô lượng thọ của mình nếu quý vị mà lỡ bị đứng bất tử sạc qua trang đó liền vô trang nó tu luôn nó, rồi mình 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 vào cái cái uh, cái gì đó của của mình cái ấy gì đó ha. Facebook gì đó trực tiếp nó luôn lỡ mà cái này nó có vấn đề gì mình nhau qua đó mình tu liền nó còn cái cái đó hậu cần cho mình đó à, thật sự mà nói nó nó đỡ lắm tại vì cái trang chân thành địa phật vô lượng thọ mình ta đăng ký rất là đông nếu mà phát trực tiếp cho ta tu có nhiều người, người ta không biết vô room, người ta vô đó người ta tu nó lợi ích cho chúng sanh mà nó nên nó bỏ không ủ quá mà như hồi nãy mà mà bị đứng cái trang cái hình như cái room ai đứng luôn đúng không rồi hai đứng luôn quý vị Là khoảng 700 người không được tu á. Không được tu 700 người Nên nãy một số người bên cái đậu tràng 2 nhảy qua Tranh thủ nhảy qua đậu tràng 1 liền Mấy cái người mà lúc đậu tràng 1 bị đứng mấy bả làm chưa kịp Đậu tràng 2 nhào vô liền sạc vô nãy như Đức nhìn, nhìn thấy Phật tử Bình Dương Phật tử Bình Dương là cái chú Nam á Ông tu với cái cô nào đó Thì ông nhào qua đây đi qua đậu tràng 1 liền Thấy chưa nó no. mấy người đầu chàng một mà 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 chảy ra mà nhào vô không kịp thì bắt đầu lội ra luôn Tích kinh không <laughs> 700 người hồi nãy là không được tu luôn đó là đứng luôn đó quý vị đang tu giữa chừng những đức nay bữa nay những đức qua đạo tràng hai tu nay qua đạo tràng hai tu bữa nay qua đạo tràng hai tu bữa nay tu có một chút bị đứng luôn <laughs> những đức chảy qua đạo tràng một liền nhảy qua đạo tràng một tu liền quý vị đó nên mấy người nó lanh tay lanh chân chạy qua liền Còn mấy người mà chậm chậm Cái gì ta Cái gì ta Rồi là bị nó nhào vô đầu chàng một Tới nhào vô Bị đá văng ra Không vô được luôn à, Giống như ông anh Tư Như đấy, cái nhà ông tu Ông chậm Cái ông vô đầu chàng một Cái người ta đầy rồi, cái Người ta đá ông văng ra Ông cứ hỏi sao kỳ bữa nay sao vô Nó cứ đá ra hoài cái Ông đâu có biết đầu chàng hai đâu nó thấy chưa nên chăm là không vô được đầu chàng một cái đầu chàng một ở tràng một là toàn là dân dân mà gọi là thâm niên không dân thâm niên không à ta chuyên nghiệp không? nên người mà vô đội tràng một được mà nhảy vô đội tràng hai thì vô đội tràng hai mà không được là người ta bay qua đội tràng một lại liền, liền mà tranh thủ nghe như mà nó đứng kia đó là phải tranh thủ nhào vô liền Hồi nãy nhà đức nghĩ bên đội tràng một cũng nhiều người vô không được luôn rồi đó bị đội tràng hai chiếm ưu thế <laughs> nên ngộ ghê vậy thấy không cũng không cái gì quan hỷ thì thấy nó cũng quan hỷ Nên từ hôm nay chúng ta sẽ phát thêm cái trực tiếp Về cái trang chân thành niệm Phật vô lượng thọ Để lỡ cái room này có vấn đề gì Vì nhau qua Bấm chân thành niệm Phật vô lượng thọ vô tu liền Đấy không? Cái đó là, là, là chắc chắn luôn đó. Tại vì mình không thể nào bỏ cái trang nó ổn quá Vì người ta tu mà gì càng ngày càng quá đông Chưa gì hết mà Cái cô bên kia bệnh Cô đã mua thêm một cái room thứ ba mà như Đức nghĩ tới lấy biếu âm cho nó đầy cái rừng à, thứ, thứ, thứ hai quá cái đầu tràng thứ hai chấp bị đại nên chưa chân có mua cái đầu tràng thứ ba nó đầu tràng thứ ba xây nửa tiếng đồng hồ thôi Là xong nó thì à, à, nêu lên vậy đó, tại nhiều người người ta cũng thích à, à, mua cái râm này để cho bị tu giống mua một cái nhà mà một ngàn người vô tu ấy. Người ta thích gì nhưng mà cái cô kia cổ từ đó giờ cũng cũng mua mấy cái room này thôi rồi xong cũng mua tiếp tục nữa có cái đưa cái mã số cho mình thôi là xong mình không dính dáng gì hết chỉ giống như coi nhà thôi quý vị mình chỉ là coi nhà dùm thôi suốt cuộc đời coi nhà dùm cho người ta tu cũng được nên cái này cũng hay <laughs> gọi là không có sở hữu mà được sử dụng quý vị được sử dụng có mua sẵn hết mã số đồ có đưa cho mình thôi còn nhà thì của cổ nếu khi mình không dùng nhà này thì trả lại nhà trên trời cho cổ rồi <laughs> xong thôi nên từ nơi đó mà giới thiệu gì để cho vị biết khi mà lỡ mình vô tu cũng được là mình vô cái trang trang thành niệm phật vô lượng thọ liền chứ không thôi nãy 700 người không vô tu được cái 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 cái, cái đạo tràng thứ hai mắc 700 người bởi vì nãy nhà đức tu nó nó, nó bị ảnh hưởng nó bị không dẫn đâu tại vì người ta tu với những đức mà nó có vấn đề một chút là mà 700 người không đơn giản Động liền Tu buổi nay nó nó không đạt như những buổi khác Với thêm nữa là Cái niệm Phật này bị nhớ là Không được gấp Không được niệm gấp đó Nên những người mà Tu chung với những đức mà Có những người người ta nhầm bữa người ta niệm cái tiếng lớn mà Lớn hơn cái âm thanh Và người ta niệm trước Trước âm thanh à, kỳ cái chỗ nè kỳ cái chỗ nè tu bị bị ảnh hưởng nè niệm trước âm thanh niệm lớn hơn âm thanh quý vị nhớ khi mà quý vị đi đến đâu thì tu đó cái âm thanh lo bật lên niệm nhỏ hơn âm thanh như đức nói là âm thanh bưởi vì niệm tám thôi còn khi mà niệm thì phải niệm nhỏ hơn đến chi phải không lỡ âm thanh nó niệm sao thì mình gió theo mình là là là, là chợ mà quý vị trợ duyên mà nên gió theo còn nếu như mình niệm trước qua là thất bại liền khi mình niệm trước qua là cái âm con người con người nó sẽ đấu nha nó sẽ làm tạp âm ấy vậy tại mình niệm trước nên nó tạp tại cái câu cái câu của những đức dẫn là đứng đầu khi dẫn đứng đầu là mình phải theo khi theo một nhịp điêu như vậy thì tu rất an lạc tu rất là an lạc còn nếu như niệm mà cái kiểu mà niệm mà lớn hơn là nó sẽ tạp âm chỏi nhau chỏi nhau nên không được an lạc nên ở nhà vì tôi cũng đi ra vậy luôn cái âm thanh điện thoại nó nhỏ vì chỉ gió theo thôi. Đừng có niệm lớn qua. Khi niệm lớn qua nó sẽ vượt âm thanh. Mà khi nó vượt âm thanh rồi là vì tu không được an lạc. Mà gió theo là mình niệm nhẹ. Mà mình âm thanh mình được nghe. Khi mình niệm một chút rồi cái tiếng mình nó hòa âm cùng với cái âm thanh của những đức niệm. Lúc đó quý vị niệm nó rất là an lạc. Nó rất là nhẹ nhàng. rất là khỏe luôn. Thấy không? Nó mình đừng nên ỷ sức quá. Làm gì cũng vậy chứ. Mình ỷ sức là mình cũng nguy hiểm. Thấy không? Giống như hồi đó những đức chia sẻ Phật Pháp mà cái thời mà ít dụng công tu, những đức la lên, những đức cười quá trời luôn, nên cuối cùng hết năng lượng, <laughs> thấy chưa? Nên nếu như mà lúc trước mà chia sẻ Phật Pháp như gì nè, là chắc chắn quý vị là sẽ lâu dài, giống như cái hưởng gì nữa cũng, từ từ thưa quý vị, mình hưởng quá, có nghĩa là mình hưởng quá đáng. Quý vị bắt buộc những đức phải làm quá đáng cái việc mà chia sẻ Phật pháp rồi những đức phải cười cho quý vị cười. Những đức giống như là là tạo năng lượng cho quý vị để vui. Bởi vì là một tuần về quý vị phải làm sao cho những đức phải phải nói chuyện cho quý vị phải cười cho nhiều. Nên những đức gì quý vị những đức làm quá đáng quá giết những đức hết năng lượng. Những đức té cái ạch xuống hầm luôn. <laughs> Nên cố gắng lội lên cho nếu không <laughs> gặp ở dưới đó mà mà có con cái gì bự bự nó cắn nó nó nó, nó, nắm ở dưới đó luôn là chết nghe chưa đó thì mình thấy rõ ràng là người ta nói mình là đúng không có sai Thấy không người ta nói mình là đúng đúng về nhân quả nhưng mà cái khổ là mình bực bội người ta mình sẽ khổ vì bản thân mình nhớ ngay cái cái câu này rất là hay nè cái câu hay là gọi là mình buồn trách người ta là đúng đúng về nhân quả nhưng khi mình buồn trách người ta Thì mình khổ Khổ bản thân mình Nó ngộ vậy đó Tại vì mình nói người đó là người đó với mình có nhân có quả Mình nói là đúng thấy không? Nhưng mà mình trách hờ người ta để lâu Thì mình sẽ khổ Khổ về bản thân mình Ngồi nghe câu này suy nghĩ nha Suy nghĩ để đừng có làm cái chuyện lộ vốn nghe quý vị à, Suy nghĩ để đừng làm chuyện lộ vốn Từ hôm nay tuyệt đối là suy nghĩ được điều này rồi đó Thì khi trách người ta để giúp người ta xong đừng có để trong lòng để đừng phiền não chính mình để bị lừa dụng cái đó là quan trọng, đó. quan trọng vô cùng câu này á, ha. câu này phải ghi lại để nhớ luôn ấy chứ không phải chuyện dẫn chơi để nhắc mình á, đó. Nên từ nơi đó mà phải chi mà lúc trước mà công phu mà nói chuyện gì thì thương biết mấy, <laughs> thương nhiều ít ai ghét đúng không? Nhưng mà <laughs> lúc xưa đi ngồi trong đậu tràng thì quý vị đến thì bị thương, nhưng mà cái người ở xa chưa hiểu thì không thích gì mấy, không à. Đó, đó 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 cái này nè còn bây giờ thì nói chuyện gì thì đa phần ai cũng thương tại vì nói chuyện gì nó thương hết vì mình chấp nhận mình sai mình chấp nhận mình sửa lỗi Đúng không chứ mình không có diện lý do ngày xưa là ai nói mình à tôi 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 chấp nhận hết tôi chấp nhận hết nhưng mình lại diện lý do để cải bướng diện lý do để mà mà bàn cãi lại là và và không nói thẳng người ta nhưng mà nội tâm mình là là muốn diệt hạng người khác sai mà tội tạo từ tâm Phước tạo từ tâm Nhưng mà mình khi mà mình chấp nhận mình lỗi Là mình phải lỗi thật sự là hiểu từ tâm Mà muốn được như vậy là phải niệm Phật Niệm Phật nó mới, mới thật sự từ tâm quý vị. Không niệm Phật nó không phát từ tâm á một trăm phần trăm những đức bây giờ những đức tu với quý vị những đức mới cảm nhận được là bản thân những đức hồi lúc trước chưa thật lòng dù là, là là nhịn mà không có thật lòng bây giờ nhịn mà thật lòng để bởi vì phật thương mình nên phật làm cho mình không còn gì nữa chứ mình mới hiền chứ nếu mà phật Nói cho người này mà có nhiều thứ là nó sẽ không hiền Thấy không nó sẽ kiêu ngạo nó sẽ không hiền nó, rồi nó làm cho một số người đi theo nó cũng hướng, hướng theo hại cả nhóm hết nên phật cho buông xuống hết buông xuống hết để hiền đi con đó đúng luôn quý vị ơi Phật rất là thương mình chứ không phải chuyện giỡn đâu Nên quý vị nhớ kỹ là quý vị ai mà Quý mến những đức là không có thật lòng Cái chỗ này nè Khi mình thương người ta quá mình sẽ không thật lòng chỗ này nè Vì mình thương người ta quá là mình chỉ thấy người ta thiệt thòi Thấy người mình thương thiệt thòi Và thấy họ bị cái này bị cái kia là mình thương Là mình sẽ bất chấp Mình sẽ không có chấp nhận điều đó Tại mình thương ai là mình muốn cho người ta Sẽ được cái này được cái kia Được và mình sẽ tha thứ hết Tại mình thương mình thương nên mình tha thứ hết quý vị à nên quý vị thương những đức quý vị không có thật lòng với những đức <laughs> thương nhưng quý vị không có thật lòng thương hại chứ thương hại đó không có thật lòng còn cái người mà người ta trung đạo với những đức tiền người ta mới thật sự thương vì người ta có quyền thẳng thắng với những đức bây giờ nhà đức mới thấy là rằng là những người thương những đức không thật lòng không thật lòng bây giờ nhà đức mới thấy cái người mà những người mà nói thẳng những đức mới là người đó mới thật lòng bây giờ nhà đức có thấy họ thật lòng với những đức là gì họ nói thẳng với đức bây giờ nhà đức có thấy mình sai thật mình xạo thật mình kiêu ngạo thật mình nói chuyện thô mình nói chuyện làm người ta khó chịu thật chỉ có những người thương những đức là chấp nhận vì chịu đựng <laughs> Được thương hại hiểu chưa nó nên từ nơi đó thôi quý vị từ hôm nay thật lòng với những đức đi nghe quý vị à, một lần tế giếng là một lần kinh nghiệm đừng để như Đức té biển té <laughs> giếng còn leo lên được chứ té biển là tiêu luôn á chứ không phải chuyện giản đâu nên bây giờ nhà Đức mới thấy là những người gầy nhà Đức những người chấp những Đức là thật Thấy không nên quý vị đừng bao giờ thương những đức mà cho rằng nhà đức bị thiệt thòi thời điểm này là thời điểm tốt nhất cho cuộc đời những đức tu hành chứ không phải xấu vì nếu như cái đà như hoài như lúc trước những đức không biết đi đến đâu chắc là đi xuống tam độ ác đạo <laughs> Chứ sao giờ cũng dẫn thì một nhóm người rất đông đi theo Nên đây là cái Phật Bồ Tát rất thương mình Thấy không rất thương mình thì quý vị cứ nghĩ thì cái đậu tràng giảng sanh thì không thể nào mà mà chúng ta là một cái sân khấu ca nhạc được đâu quý vị hiểu chưa hiểu sân khấu ca nhạc không người ta có thể ngoài thế gian người ta nghe ca hát thì người ta hô hà người ta vỗ tay còn mình là một cái đậu tràng niệm phật tu hành thì mình phải nghiêm túc để mình lắng nghe những cái gì hay mình tiếp nhận những cái gì mà thấy không phù hợp thì mình điều chỉnh hoặc là mình thương họ mình phải nhắc nhở họ thì đó mới là thương họ để bổ túc cho họ thì họ vẫn còn là phàm phu đã là phàm phu thì mình phải lắng nghe và tiếp nhận những cái thương và những cái chỉ điểm còn nếu như mình chỉ được thích cái khen mà những sự chỉ điểm thì mình không chấp nhận thì mình mãi mãi là kẻ phàm phu nó rõ ràng là như vậy nên từ nơi đó mà bây giờ những đức mới thấy rằng là quý vị đừng bao giờ là nói rằng những đức bị thiệt thòi hay những đức có công cán gì những đức không có công cán gì hết những đức hỏi quý vị nè mình làm ra một con đường con đường này mình làm đã dài rồi mà bây giờ con đường này đến đây mình không đủ vốn đi làm nữa bây giờ có người người ta tiếp nói mình đi làm con đường đó tiếp nói vậy mình có thiệt thòi không quý vị không mình không có thiệt thòi mình có tâm nguyện nuôi các cụ già bây giờ mình nuôi tới đây rồi mình không đủ duyên nuôi nữa mà người ta tiếp nói nuôi các cụ già Thì mình cảm ơn người ta chứ Tại sao quý vị nói những đức thiệt thôi Cái này phải là cảm ơn Rồi quý vị là những người thương những đức Là quý vị phải ghé thăm các cụ Hoặc là đến động viên các cụ Thương các cụ thế những đức Hoặc là mua đồ ăn thức uống cho các cụ ăn Vì tâm lòng những đức là thương các cụ Thương các cụ Thương đại chúng nên quý vị phải thấy những đức đó là quý vị mới thương những đức. Còn thời gian quý vị để cho những đức phải ẩn tu. Ẩn hiện là quý vị. Hiện mà ẩn, ẩn mà hiện. Rõ ràng bây giờ những đức đang ẩn mà hiện, hiện mà ẩn nè. Là bây giờ những đức quý vị không biết những đức ở đâu là ẩn. Những đức nói chuyện với quý vị là hiện. Hiện xong những đức ẩn, quý vị đừng tìm những đức. Đến một ngày nào chúng ta sẽ gặp nhau rất là đẹp. Gặp nhau rất là thanh tịnh, rất là tuyệt vời. Nó mới là thật sự tu hành không? còn bây giờ quý vị có thời gian thứ bảy chủ nhật đồ quý vị sắp xếp được lúc nào sắp xếp được thì mình đến mình ủng hộ đạo tràng vì bây giờ những đức làm dưới đất 15 năm bây giờ đến lúc những đức nâng cấp lên chờ thì khi đã lên chờ thì cũng không bỏ dưới đất vì chờ đất cũng như là cha mẹ thì bây giờ những đức làm việc ở trên trời là trên không chung. Quý vị giúp cho những đức ở dưới đất cho tốt đẹp. Đó là đạo tràng vẫn còn các cụ già, vẫn còn chút. Thấy không? Nó, mình cũng đã từng đến đó mới nó được ngày hôm nay vậy thì lâu lâu mình cũng phải sắp xếp mình ghé ngang thăm các cụ và hỗ trợ đậu tràng vì không có của cá nhân ai mà đó là của chung của mọi người đều có cơ hội để được nhờ nên mình ghé ngang Mình mua xúc đồ ăn gì cho các cụ Hay là mình Một miếng bánh, miếng kẹo gì Cứ nói câu là Thầy rất khỏe, gỡ lời thăm các cụ Những đức rất khỏe, gỡ lời thăm các cụ Các cụ khỏe là những đức rất là vui không? Đó, tại vì cái ơn mình đi đến chùa đó Mình tu mình cũng cảm ơn lớn lắm Bây giờ những đức không đến chùa Không có duyên ở chùa đó nữa Quý vị cũng không đi đến chùa đó nữa Thì những gì những đức hướng dẫn quý vị nó cảm thấy đổ sông đổ biển hết người ta sẽ nhận thức như thế nào mình học đạo gì không khác nào mình chạy theo hình tướng bên ngoài mình phải nhớ ơn còn lúc nào quý vị bận thì quý vị không phải miễn cưỡng quá tại vì mình cũng tu được ở nhà nhưng có những lúc mình phải sắp một chút thời gian không nhất thiết thứ bảy chủ nhật gì mà lúc nào mình rảnh mình lỡ mình thăm các cụ mình tổ chức những nhóm đoàn phật tử đến để thăm lơm các cụ, biết chưa? Thăm lơm các cụ. Biết đâu lúc còn những đức nó 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 được đầy đủ lắm nhưng bây giờ các cụ đã buồn gì, không có mình ở đó. Mà các cụ còn thiếu thốn một chút thì mình nên bù đắp cho các cụ một chút. Thật sự những đức rất là thương người già, những đức rất là thương đại chúng trong chùa, nó thật sự. Thì biết từ khi mà những đức mà ra khỏi chùa tới bây giờ đêm nào nhà đức ngủ cũng không được nó thật lòng đêm ngày nhà đức ngủ chừng 2 tiếng đồng hồ tại vì sao nó ăn sâu vào tâm cảm mình quá vì cái tâm nguyện nó phải lọc ra và nó phải điều chỉnh lại mới được không đơn giản biết con người mà khi tính những đức cái một tâm nguyện gì nó mạnh dữ lắm làm cái gì là không bao giờ bỏ cuộc không bao giờ bỏ cuộc nên khi đã làm rồi với tình con người nó nặng lắm không có giỡn đâu. Hiểu không? Nên những đức phải có thời gian tu để lọc cái tâm chỉnh đốn lại cái tâm mình. Bây giờ nó cũng đỡ lắm rồi đó. Hiểu không? Nên đó là cái lời tâm sự chân thật của những đức gửi đến quý vị. Mong rằng quý vị, vị có thời gian đến thăm các cụ già, thăm đại chúng chùa để cho họ vững tâm, yên tâm. Để họ ở trong ngôi nhà tâm bảo và ủng hộ các thầy. Ủng hộ bằng tâm tư, động viên tinh thần bằng tấm lòng mình để cho các thầy tiếp nối con đường mà những đức đã đi chưa chưa hết chưa hết con đường mà các thầy các huynh đệ những đức rất cảm ơn họ họ đã thấy những đức tiếp tục nuôi các cụ già những đức luôn luôn cảm ơn họ bằng cả tấm lòng bây giờ những đức trả ơn họ bằng cách là duyên những đức bây giờ chỉ có tu râm đậu tràng trên không chung những đức sẽ làm bằng cả tấm lòng mình cả cuộc đời mình đem pháp môn tịnh độ giới thiệu dù hình tướng nào những Đức sẽ nhiệt tình hết mình. Mong quý vị hiểu được cái tấm lòng này. Và chúng ta thương nhau nên giúp nhau vì những gì những Đức vừa nói qua. Chúc quý vị an lạc và chúng ta phát nguyện cả đời niệm Phật. Điều hẹn gặp nhau ở thế giới cực lạc quý vị. a di Phật. a di Phật.